đại học thủy lợi ý nghĩa logo biểu tượng của trường đại học thủy lợi hình khối tổng thể gợi lên hình ảnh tòa nhà hành chính của trường đồng thời cũng liên tưởng đến hình ảnh cuốn sách mở tượng trưng cho tri thức khoa học hai hình ảnh lồng ghép nhằm thể hiện mái trường đại học thủy lợi chính là ngôi nhà tri thức hình ảnh cách điệu của bông lúa hay cũng là mầm xanh thể hiện cho sự sống cũng là tượng trưng cho các thế hệ học viên dưới mái trường chiếc lá trên cùng được cách điệu thành hình ảnh giọt nước thể hiện nguồn tài nguyên nước quý giá và tính bền vững của môi trường sống đồng thời hình ảnh chiếc lá trên cùng cũng như một ngọn lửa nhỏ ngọn lửa của tri thức được trao cho các học viên của trường trang sách giữa vươn cao với tên viết tắt của trường đại học thủy lợi thể hiện sự vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức khoa học kỹ thuật và hội nhập toàn cầu của trường đại học thủy lợi trang sách bên phải khái quát hệ thống công trình thủy lợi với đập dân hồ chứa đường tràn nhà máy thủy điện đây chính là những kiến thức nhà trường trang bị cho các thế hệ học viên là hình ảnh thân thuộc đã đi vào tiềm thức của các thế hệ cán bộ giảng viên học viên của trường đại học thủy lợi Hình elip bao quanh được chia làm hai phần, phần đặc dưới tượng trưng cho đất, phần rỗng trên là bầu trời, ở giữa là hình ảnh khái quát của trường đại học thủy lợi, thể hiện mối quan hệ thiên, địa, nhân bền vững. Con số 1959 bên dưới ghi nhớ thời gian thành lập trường, đồng thời thể hiện bề dày lịch sử của nhà trường.